Giới thiệu với các bạn đường vào lô đất góc hai mặt tiền 70m tại trục thôn Vân Trang Đồng. Đây chính là phố Hàng Dừa. Đây là phố Hàng Dừa, bên trên chỗ xe ô tô nhấp nháy lên trên chính là chỗ ô tô trên chỗ là Hương Đồng Nội nhé. Đây là chỗ làm chậu cảnh của văn phòng nhà đất cảnh văn cảnh này. Để xe ô tô xe máy ở đây gốc cây phượng này. Đi thẳng về kia chi cục thuế này. Và anh em này, tổ dân cư số 2 ngõ số 5 quốc lộ 7B. Đây là đường trục thôn, đường này thì rộng khoảng tầm 4m, hơn 4m. Đấy, và cái lô đất của mình chính là chỗ cái con xe SH dựng phía trước mặt kia. Đấy, chỗ ngay nhà ba tầng đấy. Đấy. Thì đây là đường trục thôn thông ra khu chung cư Vân Trà Bãi Huyện anh em nhé. Đây xung quanh thì toàn nhà biệt thự và toàn nhà cao tầng dân trí cao, mà điện đường trường trạm là đầy đủ hết đây nhé. Đây đi vào đây, mình đi bộ vào có sau hai cái nhà thôi. Đây một nhà và hai nhà đã đến nồi đất rồi. Đây là đầu trục thôn. Nên vị đây là đối diện là cái dãy nhà trọ nhá. Đây lại thông ra tiếp chung cư Vân Trà Bãi Huyện này. Đây, thông ra tiếp này. Đây, lô đất của chúng ta đây. Lô đất là được cái lợi thế là ngang 6,5m, đít lậu 7,2m. Đây là một cái vị trí rất là đẹp để anh em xây nhà. Villa mái thái nhỏ nhỏ xinh xinh. Đây góc hai mặt tiền, đây là đường nhà người ta, nhưng coi tính là một cái góc mặt tiền nhà mình rất là thoáng. Lô đất đây nhé, các bạn nhìn cảnh quan anh thích chưa? Đấy. Đây xung quanh biệt thự kia, đường 2 là 8 kia. Yeah.